Sau khi lễ chung thất 49 ngày của ca sĩ Phi nhung vừa kết thúc, lập tức trên mạng xã hội liên tục rầm rộ một thông tin gây chấn động, đó là ca sĩ Phi nhung vẫn còn sống. Đặc biệt trong một hội nhóm kính những người hâm mộ Phi nhung liên tục truyền tay nhau là bức ảnh của Phi nhung mới nhất được chụp tại Mỹ. Ngoài ra, một người dùng mạng trên Facebook trong hội nhóm này cho biết, thật ra Phi nhung vẫn còn sống và đang được điều trị tích cực tại Mỹ dưới sự chăm sóc của con gái ruột Wendy. Ngoài ra, phía gia đình và quản lý Phi Nhung còn yêu cầu người hâm mộ, những ai yêu mến Phi Nhung hãy giữ bí mật này để Phi Nhung có thể yên tâm chữa bệnh. Sau loạt tin đồn trên, chúng tôi đã lập tức âm thầm điều tra điều này và cuối cùng đã có kết luận, ca sĩ Phi Nhung đúng thật là vẫn còn sống, cô đang được điều trị COVID-19 tại bệnh viện lớn nhất bang California dưới sự chăm sóc của những y bác sĩ hàng đầu nước Mỹ. Sau thông tin chấn động này được tiết lộ, Wendy liền ra mặt sau đó lên tiếng đính chính. Qua đó cô trả lời với phóng viên rằng, đúng là mẹ tôi vẫn còn sống, nhưng hiện tại sức khỏe của mẹ vẫn còn rất yếu và đang tích cực điều trị. Mong mọi người hãy bình tĩnh và chờ đợi thêm một thời gian nữa. Sau khi sức khỏe của mẹ khả quan hơn, thì phía gia đình sẽ có thông báo chính thức đến toàn thể quý khán giả, cũng như truyền thông và báo chí. Còn bây giờ xin mọi người hãy ngừng công kích hay lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến mẹ con rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người. Sau cuộc phỏng vấn ngắn với con gái Phi Nhung, thì sự thật Phi Nhung còn sống đã được sáng tỏ. Bây giờ mong người hâm mộ, những ai đã và đang yêu mến Phi Nhung, xin mỗi người hãy góp một lời cầu nguyện để Phi Nhung sớm được hồi phục và quay trở lại sân khấu bằng xương bằng thịt. Phi Nhung sinh năm 1972 quê tại Gia Lai. Năm 2005, sau thời gian dài định cư tại Mỹ, ca sĩ về nước ca hát và kinh doanh. Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như Bồng Điền Điển, Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Cô đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng bolero, Hãy Nghe Tôi Hát. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin này và gửi đến các bạn kết quả chính xác nhất vào bản tin sau. Hãy cùng chờ xem vào video kế tiếp.